Vâng, xin chào mọi người nhé. Buổi chiều ngày hôm nay thì Tuấn Anh lại tiếp tục lên sóng cho các bạn một chiếc xe nhỏ gọn xinh xinh và tiết kiệm nhiên liệu. Anh chị em và các bạn nào đang có nhu cầu mua cho mình một chiếc xe nhỏ gọn xinh xinh tiết kiệm nhiên liệu đời cao form mới thì hãy liên hệ trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Trước màn hình nhỏ quý vị chị ba đây, Tuấn Anh muốn giới thiệu đến cho mọi người một chiếc xe Chevrolet Spark sản xuất năm 2011, đăng ký lần đầu 2013, xe nhập khẩu nguyên chiếc. Đấy. Một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc rất là đẹp cho mọi người. Đời 2011, đăng ký 2013, số sàn máy 1.0, 4 máy. Đấy, 5 chỗ ngồi, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Màu xanh. Con này thì tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu của biển tỉnh Nghệ An 37A08617. Đấy, giá tiền hiện tại bên em đang trả bán là 155 triệu. Vâng, 155 triệu các bạn đã sở hữu một chiếc xe Spark 2011 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc như thế này. Một mẫu xe 5 chỗ ngồi, xe rất là đẹp. Và xe zin hết, cam kết cho mọi người không có đâm đụng tai nạn và không có ngập nước. Và quẹt xước sát tỉa sơn thì không tránh được các bạn nhé. Một chiếc Spark rất là đẹp cho mọi người. Đó. Màu xanh thì màu này thì cũng rất là dễ nhìn và bắt mắt. Đó, cái màu, tông màu của nó rất là đẹp. Tất cả những cái đường gân từ đằng trước, đằng sau, cả trước, cả sau. Cua lốp của chiếc xe thì rất là đẹp. Đấy. Một chiếc xe khá là ok cho mọi người. Với cái tầm tiền hơn 100 triệu, 155 triệu thôi, các bạn đã sở hữu được một chiếc Spark đẹp, căng nét như thế này. Đấy. Một chủ từ đầu, form mới, xe nhập khẩu, số sàn, rất là tiết kiệm nhiên liệu. Giờ này chạy rất là tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé. Đèn đó một chiếc xe các bạn nhìn đây. Hệ thống đèn pha của chiếc xe thì được trải dài. Đấy. Các bạn thấy đây. Đấy. Đèn pha nó trải dài và rất là sáng. Đấy. Đèn gầm thì được trang bị một bộ đèn bi siêu sáng. Đấy. Cả trước của chiếc xe thì làm rất là làm có độ thấp hơn so với lại cái mặt đất rất là nhiều. Các bạn nhìn đây. Chung dòng này thì chạy rất là lành, tiết kiệm. Đấy. Động cơ thì trang bị động cơ hơn 1 chấm thôi. Chiếc xe thì được trang bị đăng kiểm cho đến tháng 3 năm 2022. Nội thất chiếc xe thì được trang bị bộ áo ghế bằng da hai màu nâu và đen. Đó, trần thì bọc lớp trần 5D chống nóng. Xe được trang bị một túi khí bên tài, màn hình nguyên bản, đầu đài nguyên bản, và trên gương thì có một chiếc màn hình Việt Mắc. Đó, định vị chỉ đường, tất cả các táp lô, táp ly chiếc xe thì rất là ok. Keo chỉ zin 100%, không có lỗi các bạn nhé. Không có đâm đụng tai nạn, không có lỗi luôn. Đó. Đấy, tất cả những cái đinh bấm dàn giật cột kèo chiếc xe thì còn nguyên hết các bạn này, nguyên hết luôn, tất cả từ những con ốc bản đề, ốc cánh cửa chiếc xe này còn zin 100% luôn các bạn nhé. Đấy, chưa có động đến cờ lê mở lết, cửa mở ra vẫn ba lấc. Hàng ghế thứ hai chiếc xe thì cũng khá là ok. Đấy, giá để hàng trên cao cũng còn nguyên và đầy đủ, tất cả từ những con ốc bản đề chiếc xe đây các bạn có thể nhìn thấy, bỏ ra hơn trăm chút thôi, 155 triệu thôi, bên em bao rút hồ sơ cho mọi người. Đấy, các bạn đấy, tất cả những dòng cột còn chưa bóc này, một chủ từ mới nhé. Một chủ từ mới, keo chỉ đây các bạn thấy. Đấy, keo chỉ của đường zin hết 100% nhé. Đấy, cửa đóng rất là nhẹ luôn. Đấy, hàng ghế thứ hai mở ra rất. Đấy, cái cánh cửa thứ hai đằng sau đây. Đấy, dòng nhập khẩu này thì cái cánh cửa sau nó vẫn là quay tay nhé, mở ra rất là khít luôn. Tất cả những con ốc bản lề, keo chỉ của chiếc xe thì không có đâm đụng tai nạn, không có ngập nước. Và quẹt xước sát tỉa sơn thì không tránh được các bạn này. Đấy. Cửa đóng rất là nhẹ luôn. Đấy. Con này thì máy rất là ngon lành. Đấy. Keo chỉ đây các bạn thấy. Rất là đẹp luôn. Hai đằng trước thì được bố trí lưng hạng kính bằng điện. Đấy. Tất cả zin hết luôn. Các bạn nhé. Tất cả đều zin hết luôn. Keo chỉ các bạn này, rất là đẹp luôn. Tất cả những con ốc bản đề. Đấy, từ những cái đai khóa cửa đây. Bộ lăng chiếc xe rất đẹp. Bộ lăng chiếc xe thì các bạn nhìn thấy đây rất là đẹp luôn này. Vì chúng ta bật chìa khóa lên các bạn nhé. Xe chạy được hơn chục vạn, 10 vạn. Đấy, xe thì trang bị một cái màn hình Việt Mắc trên gương này. Đấy, định vị chỉ đường. Âm thanh thì nói chung là âm thanh nghe rất hay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xe còn rất là đẹp và cứng cáp, xe thì zin hết 100%, không có lỗi các bạn nhé. Đấy, một chủ từ đầu. Đấy, tổng số rất là đẹp. Đấy, rất là ok cho mọi người. Chúng ta chạy được có 10.404 km. Thành nhà rất hay. Đấy, các bạn thấy tiếp một tí đi. Chạy rất là chắc chắn, con này chạy rất là chắc chắn các bạn nhé. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đấy, rất là ok. Điều hòa rất mát luôn. Đấy, hệ thống cam lùi này. À, rất đẹp cho mọi người đúng không ạ? Một chiếc Spark nhỏ gọn xinh xinh, tiết kiệm nhiên liệu, chỉ có 155 triệu thôi. Bây giờ ta sẽ mở vào khoang máy lên để kiểm tra về máy móc của chiếc xe. 155 triệu thôi, các bạn đã sở hữu được một chiếc xe Spark 2011, đăng ký lần đầu 2013, số sàn 5 chỗ ngồi nhập khẩu. Máy thì không thể chê vào đâu các bạn ạ. Máy lổ rất là êm. Xe này trang bị động cơ 4 máy nhé các bạn nhé. Máy lổ rất tí tách luôn các bạn có nghe thấy không? Đấy, máy zin hết nhé các bạn nhé. Máy zin từ mặt toàn cò luôn, chưa đọng đến cả lên vỏ lết. Xe rất là đẹp. Một chiếc xe Spark mà còn giữ được như này thì khá là ok. Máy lổ rất êm và tí tách luôn. Đấy, anh em nào mà thích cái dòng nhỏ gọn này, hơn 100. Đấy, cabo xịn luôn, cabo zin luôn các bạn nhé. Tất cả từ những con ốc khóa này. Đấy, của nó rất là đẹp. Máy móc chiếc xe thì các bạn không phải là bất cứ một cái gì cả. Ốc chân máy còn có tấm sơn 7 màu này. Tất cả này rất là đẹp. Đấy, cái phiên và phần khoang máy này thì anh em không phải bàn cãi gì rồi, rất là êm. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh ô tô Hải Phòng giới thiệu qua cho mọi người về chiếc Spark 2011, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Đấy, với giá tiền chỉ có 155 triệu thôi. Anh chị em và các bạn nào có nhu cầu mua chiếc xe này thì quá ok. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.